Wow, rất cao minh. Đấy, bây giờ sẽ nướng chín luôn nhá mọi người nhá. Ăn này sẽ nướng chín làm luôn. Hàu mỡ mỡ hành, món đơn giản rất là ngon. Con này phải 80 con. Mới ra mọi người nhá. Sữa nó ra. Ngon không? Ngon lắm mọi người. Ngon á? Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Hôm nay anh em mình vừa kiếm được ít hàu, nhưng ăn hàu sống cũng ngán ngán rồi. Hôm nay anh em mình quyết định nướng, nhưng mà nướng một cách đặc biệt nhá. Không đơn giản luôn mọi người. Đấy, anh em mình dùng bật lửa nướng. Không, cái này là để chuyên gia nhé, có để không phải chuyên gia, để chuyên gia thì biết. Cái này nhá, mọi người, đây là một video do những chuyên gia hơn 30 năm kinh nghiệm thực hiện. Đặc biệt mọi người không được học theo, đặc biệt là các bạn nhỏ nhá, không được học theo. Bây giờ mình sẽ nướng cái bọn hàu này bằng một học thuật, một tạch phát, tự chín luôn. Hơi sáng nhỉ. Anh em cho bớt 500 đĩa này. Chú hiu. Lùi nhanh thế. Chú hiu. Happy birthday. Happy birthday. Thấy chưa? Nó có bùng đâu. Happy birthday chú hiu. Ok chưa mọi người? Thấy chưa? Chúc mừng sinh nhật bạn hầu. Đấy. Nướng hầu kiểu này anh em mình chưa nướng bao giờ đâu nhá. Nhưng mà nhìn nó khá là đẹp mắt và ok đấy. Hàu nướng mỡ hành nhá. Tí nữa sau cái quả này mình sẽ đi chuẩn bị mỡ hành. Chắc mỡ hành luôn mà chưa anh. Cái này, ta nghĩ em tưởng là quên luôn mỡ hành rồi chứ. Để cái gì? Ngu, mình phải nướng nóng nóng đấy. Bây giờ mình có cái chậu sắt nào không nhỉ? Không. Mày ra lấy cho anh cái chậu sắt để tí nữa úp vào cho nó tắt đi. Tí nó hết mà. Hả? Tí gì? Nhiều lắm. Sợ nó cháy không? Không, thoải mái luôn anh. Một tí là nó hết mà. Quả này là quả hơi đặc biệt luôn á. Đố ai nướng hàu giống anh em mình được đấy. Nướng đẳng cấp luôn. Nhưng mà những cái đoạn quanh viền này nó không được chín lắm này. Chín hết. Những con ở giữa mới chín nát này. Chín hết, những con ở giữa cháy. Kiểu về tiệm mọi người ạ. Cái này siêu tiện luôn. Đấy, nếu mà ok nhá, tí nữa ngon thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái kiểu này. Nhưng mà khuyến khích mọi người không nên làm. Tại vì nó khá là nguy hiểm. Đặc biệt là với các bạn trẻ nhỏ là không nên thử. Đó. Nó cũng như kiểu đúng một cái nhỉ. Đấy. Đấy. Thứ nhất là nó nhiệt độ khá là cao thì nên lại là... Lại nhanh nó có nổ không? Ồ nhỉ. Ngu thế. Quên, mình lại quên mất một điều là nó còn bỏng ở dưới nữa. Bây giờ sẽ nhấc nó lên, mày lấy cho anh cái chậu inox. Lấy cho anh cái chậu inox. Quên mất, nó bỏng ở dưới có khi nó nổ gạch đấy. Đó, mình sẽ di chuyển nó sang bên một chút. Ngủ thế, mày thế mà để nó nhấc. Anh em ạ. Chậu inox nhỏ ấy. Đấy, bây giờ phải nhấc nó lên, kê nó lên cao cái ở cái chậu inox nhá. Lấy một cái rẻ ra. Nào, lấy chậu inox vào đây nhé. Mình sẽ kê cao nó lên. Cái này nhỏ quá không anh? Không, không. Đặt úp nó xuống, đặt úp nó xuống. Mình nhớ để cho nó cách nhiệt đi ấy. Đó. Mình đổ vào tay nhé. Như thế này thì nó sẽ không bị nóng ở dưới gạch nhá. Mày quá mau đợi nhá, cùng tí nữa mai lại thay mất mấy viên gạch. Ui, nó bắn khá là kinh nhá. Nó bắn vỏ không nhỉ? Nó bắn vỏ. Thế nên là mình đã bảo trước rồi, cái này nó khá là nguy hiểm. Thế nên là thôi mình sẽ không hướng dẫn mọi người làm theo cái cách của anh em mình nữa. Đúng rồi. Cái cách này. Ấy. Cái vỏ nó thơm lắm anh ạ. Cháy mẹ rồi. Bây giờ tạt nước vào thì em lấy nước. Điên à? Không,
Cứ để cho nó chín. Thà cháy còn hơn là đấy. Em thấy cô chưa biết. Không. Ui, cháy khiếp thật. Đấy, sôi rồi, sôi rồi. Anh ơi, sủi rồi. Phải thổi nó mới chín được. Sủi rồi đây này. Đây là, đây là sủi rồi. Sủi chỉnh chỉnh luôn. Sủi chỉnh chỉnh luôn. Đừng, đừng, đừng thổi nữa, đừng thổi nữa. Đang sủi rồi, kệ nó. Đang sủi rồi. Đấy, con ở ngoài nó còn sủi thế này cơ mà. Mình sợ gì đâu. Con để có nước thì nên làm sủi. Nó kỹ nước. Đấy, bây giờ làm sao để dập tắt được nó ấy. À, anh có cách rồi. Nhưng mà cách này là hơi mạo hiểm. Đừng. Mình lấy ra cái chậu. Chậu to, chậu nhựa ấy. Ừ. À, đấy chậu sắt được. Chậu sắt được, nhưng mà kín lắm. Đấy. Ừ, để lan ra nhà đấy. Tới. Giờ lại phải đặt nó xuống. Giờ lại phải đặt nó xuống. Tới. Không tới đâu. Nướng tầm này thôi, thì bây giờ anh em mình sẽ ra làm mỡ hành. Thiếu không khí là tắt. Thiếu không khí là tắt. Tắt rồi, bốc hơi rồi. Chưa, từ từ. Vâng, nó bắn vỏ kia hết này. Vẫn cháy thế nào ấy? Nó không cháy được đâu. Bốc hơi luôn. Mở ra đi. Chứ cho nó tắt hẳn đó. Tắt hẳn rồi. Chắc cú chưa? Chắc cú luôn. Bùng lên mặt tao rồi. Bùng. Đấy. Ok nhá mọi người. Đây là trạng thái con hổ đang tái mọi người ạ. Đang tái nhá, bây giờ anh em mình sẽ ra chuẩn bị mỡ hành. Mỡ hành, lạc, các kiểu để nướng. Nhưng mà sao nó lửa nó to quá hay sao nó bắn đầy. Nó bắn hết sạn rồi. Nó nổ sạn. Nổ vỏ. Nổ vỏ, thôi được. Ăn nó vỏ nó có canxi mà, nhiều canxi. Ok, đi làm mỡ hành. Ok. Đi đấy. Đấy, đầu tiên là mình phải đun sôi dầu lên đã nhá mọi người nhá. Sôi dầu lên. Sôi đúng sục nhá. Đây. Đây là hành của anh em mình nhá. Mình cho một chút gia vị rồi, cho thêm tí mì chính nữa cho nó ngon. Rồi, ít. Nó để không ăn được mì chính. Mạnh lên. Rồi, cái gì? Không, đi con nước. Đầu bếp nó dặn thế. Làm phải làm đúng kiểu chuyên nghiệp mọi người ạ. Xem thử xem dầu sôi như thế nào. Chưa. Đấy, đang sôi đấy. Cho nó ra dầu, thật là ra dầu nhá. Thật là nóng dầu. Rồi, ok nhá mọi người nhá. Dầu đã ra rồi mọi người ạ. Bây giờ là mà đại ca sẽ đổ vào đây. Bắn nó mặt em không? Không. Nó sẽ sủi. Ui. Đây là... Đó không? Rồi bây giờ... Đây là mỡ hành nha mọi người nha. Bây giờ sẽ đem cái này vào một kéo này bằng nhựa. Cháy luôn. Và mỡ hành bây giờ sẽ đem cái này vào để cho vào hàu. Bắt đầu nướng tiếp nha. Hàu nướng mỡ hành thì không thể thiếu được lạc nhá. Nhưng mà lạc của anh em mình là kiểu khác. Đấy. Lạc của anh em mình đấy là lạc muối lạc để ăn cơm. Mình sẽ không cho gia vị vào hàu nữa. Thế nên là gia vị ở muối lạc này nó đã đủ ngon luôn rồi. Cái này mà ăn với cơm nguội thì hết nước chấm luôn rồi ạ. Rồi, đầu tiên đi. Không lấy cái phần ở dưới, tại vì phần ở dưới nó mặn. Lạc để cho cái hạt to lên. Ok nhá mọi người nhá, bây giờ bắt đầu thêm mỡ hành vào hàu nhá. Cái này thì cho nó... Đừng rội mỡ. Lấy... Hành chỉ rội hành thôi à? Hành thôi. Mỡ nó ngấm vào hành rồi, nó ăn nó ngấy lắm. Em thích ăn vào trong ngợi ấy. Ngợi nó phải béo thì trong béo ra. Béo của dầu rán, nhưng mà ăn uống mẹ uống dầu rán cho nó ngậy.
Đấy, em đánh dấu cái này nhé. Em cho tí mỡ vào. Nướng nó sẽ giảm mỡ đi mọi người ạ. Cái này anh em mình sẽ nướng chín hẳn luôn nhá. Không cho mỡ vào, em nghĩ là nó sẽ cái cồn này nó rút nước. Nó rút nước của con hàu nó mất nước của con hàu. Đó. Hàu nó ra nước, hàu nào cũng ra nước. Đó. Mọi người biết không? Hàu là phải rất là nhiều nước. Gọi là hàu ngon. Xong bắt đầu đốt nha. Ngon chưa? Đẳng cấp luôn một hàng này á. Hết giờ luôn. Đừng ai học theo cách nướng của anh em mình nhá. Rất là nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Nó tiện là đấy nhưng mà nguy hiểm. Thà mọi người để vỉ đặt lên bếp ga cũng được mọi người ạ. Mình sẽ không hướng dẫn mọi người làm theo cách của anh em mình nhá. Rồi, ok, chấm lửa. Tắt điện đây. Wow, rất cao minh. Đấy, bây giờ sẽ nướng chín luôn nhá mọi người nhá. Ăn này sẽ nướng chín làm luôn. Không phải thổi. Thổi nó sẽ cháy đều luôn. Cháy đều, nó cháy sang hết cái này rồi mà. Cho lạc vào luôn. Ăn thì cho lạc anh ạ. Không, cho luôn cho nó nóng. Thế cho một nửa thôi, một nửa. Không cho. Đấy, bắt đầu nó nóng nó sẽ bắn cái kia lên. Anh thì nó xem cái tại em cho mỡ nó sủi dầu sướng luôn. Ây da, bắn. Nó khô quá nó sẽ bắn á. Khô là khô, cái vỏ con hàu nó bắn nha. Hàu nướng mơ hạch, món đơn giản rất là ngon. Ây ui, chạy. Tôi để đấy đây, chỉ rất là chín luôn. Hơi lạnh cho 500 điện lên. Đứng ở đây, đứng từ xa rồi nó chín mọi người ạ. Rồi nó chín rồi đây nha mọi người. Ui, mất đấy. Lại, có điện. Vẫn thấy mà. Không thấy lửa nó hơi đấy, lửa nó phải thế này. Sùi rồi, sùi rồi, sùi rồi, thế này sùi này, đúng sụp luôn này đấy, sùi xuống sụp luôn nhá. Bật điện này. Rồi ok, bật trắng điện, bật hết điện lên, tí nữa nó tắt nó sẽ tự rửa hết nhá. Ui xa. Sôi trùng sụp luôn mọi người ạ. Đợi lúc nào bắt đầu hết cồn thì sẽ là rất là ngon luôn đấy mọi người ạ. À, gần ok rồi em mau đệ ơi. Lấy đũa vào đây đi. Ok. Lấy đũa đi. Đũa. Ấy dạ. Hàu nướng mỡ hành chạy ra nhưng mà nó cái mức độ bắn của nó quá kinh. Nó bắn cái vỏ hàu nó nóng á, nó bắn lung tung vừa hết lên. Đấy, thế nên là mình không khuyến khích ai học theo anh em mình nướng cái kiểu này nhá, khá là nguy hiểm đấy. Bên kia sủi không? Chín hết rồi. Đấy, bên kia sủi hết rồi, xỉu sủi là chín rồi, nhưng mà bây giờ mình đợi cho nó cháy sạch ra, cho nó cháy đi hết. Hết cái chất đốt trong này thì mới ăn để cho nó đỡ mùi đấy. Đúng rồi. À, cháy lên dầu. Không. Cháy. Khả năng là ok đấy. Ok nhá mọi người nhá. Đã tắt lửa rồi. À vẫn còn tính lửa. Thôi được. Vẫn sủi này. Tắt lửa rồi vẫn sủi nhá. Nó chỉ sủi à. Sủi ngục đấy. Đấy. Tắt rồi vẫn sủi này. Đấy, thấy chưa? Tắt lửa là vẫn sủi nhá. Mình sẽ test ra cho Mao Đệ test trước. Rồi, để em test trước rồi. Con này thì con chín giữa này đi.
đây này. Đấy, con này xít sò, con bò này. Ôi. Gắp lên một cái. Gắp cái con thôi nhỉ gắp. Ui. Ngọt nhíp luôn. Béo nhờ. Béo nhờ. Con này béo luôn. Con này phải 80 con. Mới đó cả mọi người nhá. Ui, sữa nó ra. Ngon không? Ngon lắm mọi người. Ngon á? Mình sẽ thử một con nhá. À, con này béo này. Ngon anh ạ. Con này béo. Đây này, đây này, gia vị của nó này. Luôn trên trên vỏ hàu. Đó. À, không bỏng đâu nhá. Không bỏng. Được cái nướng kiểu này không bị bỏng. Không bị đấy cầm được luôn lên để ăn. Mời mọi người nhá. Xuống anh ơi. Gì đây? Ngon. Nhưng mà hơi mặn sao nhỉ? Hơi mặn. Tại vì là có cả mùi muối lạc đây nhỉ. Không, mình không cho muối vào hành đâu nhá. Nên không cho muối vào hành rồi. Mới cả con hàu là đã mặn sẵn rồi. Đã mặn sẵn rồi. Nhưng mà ngon, ngon lắm. Bỏng. Nướng kiểu này được cái là tiện, nhanh, ngon, nhưng mà cũng khá là ngon nhá. Nhưng mà không nên nướng theo và nên nướng than nhá. Ấy con này béo này. Mình sẽ cho vào cả hai con. Hai con vào mùi này. Ăn nó thấy nó mới đã. Không, ba con đi. Ba con đi, đây thêm con này nhá. Con này béo này. Ui, ui cái cục ở đây. Mình lấy được cái cục đấy của nó cơ. Đây, béo chưa? Béo chưa, mình sẽ để đây lấy hai con bên này sang. Một. Đây mới là đẳng cấp này, nhìn nha. Sẽ cho mọi người xem cái kiểu ăn của mình. Rắc mỡ hành lên. Mà lại càng càng thế. Đấy, đấy. Ăn 3-4 con liền một lúc kìa. Wow. Ăn thế này nó mới đã. Wow wow wow. Mời mọi người nha. Tuyệt vời nhá mọi người nhá. À. Ngon lắm. Và nướng nhảy cũng như nướng lửa này. Nó không bị mùi bốc lên từ cái dung dịch ở kia đâu. Tại vì mà mình đã chọn cái mâm ok rồi. Nó không, cái dung dịch đốt ấy, nó không lên đến con hàu, không sợ mùi. Ăn ngon. Mọi người nên, tất cả các món ăn mọi người không mấy cái món nướng này, mọi người cứ nướng than nó là đẳng cấp nhất luôn mọi người. Ngon. Vừa ngon này, vừa thơm này, mà an toàn. Ok nha mọi người nhá. Món hàu nướng mỡ hành một cách đặc biệt của anh em mình thành công, rực rỡ, ngon. Mỗi tội là hơi bẩn nhà một tí thôi. Nhưng mà được cái tiện. Mọi người không nên làm theo nhá. Món này so với món nướng than, nếu mà nướng than đạt 10 điểm thì món này 9,5 điểm. Ok nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy cho anh em mình hay nhớ để lại một like, một share, một comment, một đăng ký kênh lên chung bên cạnh nhá. Chào mọi người. Đó, phải để mấy con cho cameraman ăn không bị chửi. Không bị nhớp hết. Ui giời. Thôi, cái gì dài.